Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh tin mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như một cỗ máy nghiền thịt khổng lồ, chúng lao đến với tốc độ vượt bức tường âm thanh. Trước mặt những chiến binh can đảm nhất đang chắc tay súng sau khi gầm rú lên thứ âm thanh ghê rợn như muốn xé toạc màng nhĩ của họ. Sau khi quảng hàng chục tấn thuốc nổ với độ chính xác đến từng cm, chúng xé toạc mọi đội hình bộ binh, bóp nát mọi phương tiện chiến đấu, cho dù đó là các hệ thống phòng không tối tân, những cỗ tăng chiến đấu chủ lực hay những chiếc tiêm kích hiện đại. Đó chính là những gì một phiến quân có thể nói khi đối đầu với những chiếc cường kích siêu thanh như dòng Sukhoi Su-34. Từ mẫu cường kích siêu thanh được xem là loại cường kích mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Liệu sức mạnh tuyệt đối đó có tồn tại hay đấy chỉ là những lời tung hô của giới truyền thông? Hãy cùng với tin mới giải mã ngay trong video ngày hôm nay. Được phát triển từ năm 1983 bởi Cục Thiết kế Sukhoi, cường kích siêu thanh Su-34 thực ra chỉ là một trong những biến thể của dòng tiêm kích Su-27 Flanker B, lừng danh với các tai biến thiên về khả năng tấn công chính xác các mục tiêu dưới mặt đất. Vì vậy, mặc dù được phân loại vào nhóm những máy bay cường kích với khả năng tấn công đối đất cực kỳ chính xác, nhưng về thiết kế bên ngoài, tính khí động học của những chiếc Su-34 gần như không khác gì với những chiếc tiêm kích Su-27 cổ điển, ngoại trừ phần mũi có hơi bị dẹt hơn so với những người anh em khác của nó, khiến những chiếc Su-34 cũng có khả năng cơ động, không chiến cực kỳ linh hoạt, không thua kém quá nhiều so với các biến thể Su-27. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột trong tư duy thiết kế của Su-34 so với các chiến đấu cơ thế hệ cũ chủ yếu là do ngay từ đầu những năm 1980, ngay trong giới chức quốc phòng Liên Xô đã bắt đầu xuất hiện những tranh cãi gay gắt về đường hướng phát triển máy bay tiêm kích và cường kích. Trong khi một số ý kiến cho rằng Liên Xô nên phát triển các dòng tiêm kích thế hệ mới đa năng hơn, vừa có khả năng không chiến mạnh mẽ, vừa đáp ứng yêu cầu tấn công yểm trợ các đơn vị lục quân. Trong bối cảnh các phi đội máy bay chiến đấu mặt đất của Liên Xô trong thời kỳ đó đang bị thách thức nghiêm trọng. Bởi số lượng lớn các mẫu tiêm kích đa nhiệm F-15 và F-16 mới được Mỹ đưa vào sử dụng, đa phần các ý kiến khác vẫn trung thành với học thuyết chia xu hướng phát triển máy bay chiến đấu thành hai nhánh, nhánh chuyên ngành giành ưu thế trên không như MiG-29 và Su-27 và nhánh thiên về cường kích Su-24, Su-17, MiG-23, BM, MiG-27. Có thể bạn chưa biết khi nói về các máy bay chiến đấu cánh bằng hiện đại. Người ta thường phân chia thành 3 nhóm chính. Thứ nhất, tiêm kích, đó là loại máy bay chuyên dùng để đánh chặn không quân địch trên vùng trời mặt trận, vùng trời của mình, đặc điểm là tốc độ cao, tầm hoạt động ngắn, vũ khí chuyên về đối không. Thứ hai là cường kích, chuyên tấn công chính xác các mục tiêu dưới mặt đất, có tốc độ cao nhưng chủ yếu dùng để cơ động nhanh để tiến tới khoảng cách đủ để thực hiện các thao tác tấn công bằng những loại bom, tên lửa được lắp trên giá treo. Thứ ba, máy bay ném bom, loại máy bay có tải trọng cực nặng với trần bay cao, tốc độ bay chậm, chuyên dùng để tấn công các mục tiêu cực lớn hoặc tấn công chiến lược diện rộng. Tuy nhiên, khả năng tự vệ của loại máy bay này trước các cuộc tấn công đường không là không đáng kể và sự hiện diện của chúng trên chiến trường thường kéo theo các phi đội tiêm kích hộ tống, nhất là trước các đối thủ sở hữu lượng lớn các hệ thống phòng không hoặc tiêm kích đánh chặn. Với các loại máy bay ném bom như Tu-22M3, Tu-160, do mức độ cồng kềnh trong các công đoạn chuẩn bị từ nhiên liệu đến vũ khí, công tác đảm bảo an toàn bay đến thiết lập các kế hoạch phòng thủ, những chiếc máy bay ném bom chuyên dụng như vậy thường chỉ được sử dụng với mục đích răn đe hoặc phục vụ cho các màn phô trương sức mạnh hủy diệt cơ sở hạ tầng. Còn trên các mặt trận quy ước, những chiếc cường kích với tốc độ siêu thanh, khả năng cơ động linh hoạt thường được tin dùng trong các nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp các lực lượng mặt đất, tiêu hao sinh lực địch hoặc hủy diệt các hỏa điểm kiên cố. Nhưng cũng chính vì có sự tương đồng khá lớn về các đặc tính kỹ chiến thuật như tốc độ bay, khả năng thực hiện các thao tác linh hoạt đủ để tránh né các đòn tấn công từ hỏa lực đối không. Khoảng cách giữa những chiếc cường kích và tiêm kích ngày càng nhạt nhòa trên các dòng máy bay đa nhiệm thế hệ mới. Theo đó, những chiếc tiêm kích thế hệ mới ngày càng có xu hướng đa năng hơn như là F-15EX của Mỹ, Su-35S của Nga vừa có khả năng không chiến linh hoạt, vừa có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cực cao. Dù các quan điểm phát triển chiến đấu cơ dựa trên những phân chia rạch ròi giữa hai dòng cường kích và tiêm kích đang có phần thắng, thế nhưng mà rất nhanh sau đó, người Liên Xô cũng nhận ra rằng việc phân chia rạch ròi các loại máy bay như thế sẽ buộc họ phải sản xuất các máy bay với số lượng cực lớn, chỉ ít cũng phải đủ để người Liên Xô có thể triển khai các đội hình máy bay với đủ chủng loại trên khắp vùng lãnh thổ mênh mông của mình. Không những thế, xu hướng phát triển máy bay kiểu này còn kéo theo đủ thứ hệ lụy, từ không tận dụng được những thiết kế cơ bản của một loại máy bay đã được định hình, gây khó khăn trong công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cũng như công tác huấn luyện. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ phát triển dòng cường kích mới, phòng thiết kế Sukhoi trước đó đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong thiết kế máy bay chiến đấu mặt đất từ Su-7 đến Su-17, 17, 22 và Su-24 đã quyết định phát triển dòng máy bay cường kích mới với tên gọi ban đầu Su-271B dựa trên khung sườn của máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27M. Trong khi đó, những chiếc Su-27 còn chưa được biên chế rộng rãi cho quân đội Liên Xô. Theo quyết định của những kỹ sư Sukhoi, dòng cường kích mới sẽ được thiết kế hai chỗ ngồi tương tự như trên phiên bản máy bay huấn luyện Su-27UB, chỉ có điều buồng lái được mở rộng hơn đáng kể để thích hợp hơn với các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Ngoài ra, để đảm bảo khả năng tập trung phản ứng cực nhanh của phi công trong các nhiệm vụ buộc phải bổ nhào, hạ tốc độ cao để tấn công chính xác các mục tiêu giải thấp. Đặc biệt là loại hệ thống phòng thủ, cộng sự được bố trí bám sát vào các địa hình phức tạp. Các kỹ sư Liên Xô cũng thiết kế buồng lái theo hướng điều áp hóa hoàn toàn, giúp phi công không phải đeo mặt nạ dưỡng khí trong toàn bộ chuyến bay. Buồng lái của Su-34 thậm chí còn rộng đến mức có thể giúp các phi công có thể đứng lên đi lại, thậm chí dùng trà khi bay những chuyến dài. Ngoài ra, buồng lái cũng được gia cố thêm một lớp giáp titan siêu bền nặng 1,48 tấn giúp bảo vệ an toàn cho phi hành đoàn trước các loại súng máy và mảnh văng nhỏ của pháo phòng không. Nhưng đáng tiếc là sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, chương trình phát triển dòng cường kích mới đã bị hủy bỏ nhiều lần và phải đến tận năm 1999, tên gọi Su-34 mới chính thức được phía Nga công nhận. Tuy nhiên, phải đến tận năm 2005, dòng Su-34 mới thực sự được quan tâm, đầu tư phát triển một cách nghiêm túc. Theo đó, một chiếc Su-34 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có chiều dài tới 23,34m, sải cánh là 14,7m, chiều cao 6,09m, cùng trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 44,3 tấn, hơn tới 14 tấn so với Su-35S. Dòng tiêm kích đa năng mạnh nhất có trong biên chế quân đội Nga tính tới thời điểm hiện tại. Nhìn về cơ bản, ngoại hình hai đứa con cưng nhất Sukhoi gần như không có khác biệt, ngoại trừ phần mũi của Su-34 dẹp hơn, là nguồn gốc do biệt danh khá dễ thương thú mỏng vịt của thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất thế giới này. Thực vậy, dù là dòng máy bay cường kích với trọng lượng cực lớn, nhưng những chiếc Su-34 không chỉ có tầm bay lên tới 4.500 km, quá xa đối với một chiếc cường kích thông thường, mà còn có thể đạt tốc độ Mach 1.8, không thua kém gì các dòng tiêm kích phổ biến của các nước phương Tây như F-15EX, Rafale, tạo lợi thế cực lớn cho chiến đấu cơ trong các nhiệm vụ đòi hỏi phải tấn công chính xác vào từng mục tiêu, đặc biệt là các mục tiêu cơ động kích thước nhỏ đang tham chiến trực tiếp trên chiến trường như các loại tàu chiến, xe tăng, thiết giáp, các nhóm bộ binh trong thời gian ngắn bằng các loại bom chùm như RBK-500, SPBD rồi rút đi nhanh chóng hoặc di chuyển sang tấn công vào các địa điểm khác. Không dừng lại ở đó, tốc độ cao cùng tầm bay xa cũng giúp Su-34 gây khó khăn đáng kể cho các hệ thống phòng không của đối phương, khi chính các hệ thống phòng không đó có thể trở thành những mục tiêu của những chiếc Su-34. Cụ thể, những chiếc Su-34 trước khi bước vào giai đoạn tấn công sẽ phải tiến hành truy tìm mục tiêu bằng loại radar mảng pha thụ động Linnet V004. Dù có phần thua thiệt về độ chính xác khi so với các đối thủ phương Tây và chỉ nhận biết được mục tiêu là các tiêm kích hạng nặng từ 90 km, nhưng lại có tầm bao quát vượt trội lên tới 250 km đối với các mục tiêu mặt đất có kích thước lớn, vốn là mục tiêu chính của loại trên đầu cơ này. Sau khi xác định chính xác mục tiêu, phi hành đoàn hai người trong khoang lái sẽ nhanh chóng thiết lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150 km, đồng thời tiến hành lựa chọn khoảng cách, địa hình an toàn khỏi tầm tấn công của những thiết bị phòng không, rồi bám sát vào đó mà tiến hành tập kích bằng loại tên lửa đối đất. Đây được cho là chiến thuật cực kỳ nguy hiểm của những chiếc cường kích khi mà chúng có thể hạ độ cao đến mức thấp, đủ để gây khó khăn trong thao tác nhận diện, truy quét của các hệ thống radar phòng không, rồi sau đó khai hỏa diệt mục tiêu từ khoảng cách tới 200 km. Khi dùng loại tên lửa đối đất như KH-59ME với tầm bắn 200 km, tên lửa chống hạm KH-59MK có tầm bắn tới 285 km hoặc cả loại tên lửa hành trình thuộc nhóm các tên lửa mạnh nhất có trong kho tên lửa chiến thuật của Trung Quốc, Nga, Iran mang tên Raduga KH-55 có tầm bắn tới 2.500 km, có thể lắp đầu đạn hạt nhân chiến thuật với sức công phá 250 kiloton, gấp hơn 10 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nagasaki của Nhật Bản. Thậm chí ngay cả khi lâm vào một trong những tình huống nguy hiểm nhất đối với một chiếc máy bay cường kích là bị các tiêm kích của đối phương phát hiện và áp sát. Những chiếc Su-34 với nền tảng khí động học từ dòng tiêm kích Su-27 hoàn toàn có thể trở thành một chiếc tiêm kích bất đắc dĩ bằng cách tận dụng khả năng cơ động, bất ngờ tấn công tiêm kích đối phương bằng tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 Vinpel. Thường được thiết kế để bố trí vừa vặn trên hai giá treo phụ ở đầu cánh hoặc tấn công cự ly cực ngắn bằng pháo GSH-30-1 cỡ nòng 30 ly tương tự như trên, tiêm kích Su-30 với 180 viên đạn. Thậm chí khả năng không chiến của Su-34 còn có thể được nâng lên đến mức đủ sức uy hiếp cho bất kỳ tiêm kích nào. Nếu trên 10 giá cho vũ khí còn lại được lắp đặt vài tên lửa không đối không tầm xa, R-77M1 có tầm bắn tới 175 km được dẫn đường bằng radar. Thế nhưng, việc có đủ khả năng thực hiện các trận không chiến bất đắc dĩ khi bị đối phương dồn ép hoặc đủ sức đóng vai trò làm phương tiện tập kích đường không trong các tình huống hạn hữu hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Su-34 có thể chiến đấu sòng phẳng như một chiếc tiêm kích thực thụ trong mọi điều kiện. Nhất là trước các đối thủ là những đội tiêm kích đa năng F-15EX với hệ thống điện tử radar cực kỳ chính xác cho khả năng xác định hành động và chiến đấu vượt trội so với Su-34 và thậm chí là cả với một số biến thể tiêm kích Su-27 khác. Điều này rõ ràng khiến cho Su-34 tỏ ra thụ động hơn hẳn, nhất là trong các tình huống bị đối phương tập kích hoặc đánh chặn luân phiên theo bầy đàn. Trong khi đó, những chiếc F-15E dù không thể sánh với Su-34 nếu phải mang một trọng tải vũ khí lớn tiến thẳng tới các chiến tuyến của đối phương mà tấn công. Nhưng bù lại, loại tiêm kích đa năng này được tích hợp hệ thống chiến tranh điện tử chiến thuật gồm cả radar tiếp nhận cảnh báo, radar gây nhiễu và bộ phóng pháo sáng kết hợp với hệ thống dẫn đường Latin, cũng giúp chiếc tiêm kích đa năng của Mỹ có các lợi thế riêng so với Su-34 trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất, nhất là các nhiệm vụ đòi hỏi bay đêm, có phối hợp với các đơn vị khác trước những hạn chế của Su-34 trong khả năng tác chiến điện tử. Dù vậy, qua những thông số của Su-34 cũng có thể thấy sức mạnh vượt trội của dòng cường kích này trong các nhiệm vụ tấn công đối đất phổ biến, từ tiêu diệt chính xác vào các cơ sở chỉ huy, đài thông tin liên lạc, phương tiện cơ giới đến vô hiệu hóa lực lượng tăng thiết giáp và các nhóm bộ binh ngay trên chiến trường thực tế vẫn là quá vượt trội so với bất kỳ dòng chiến đấu cơ nào trên thế giới hiện tại. Cũng chính nhờ khả năng tấn công đối đất cực chuẩn xác của mình, những chiếc Su-34 đã được người Nga lựa chọn làm mũi tấn công chủ lực trong cuộc chiến chống lại các lực lượng phiến quân tại Trung Đông. Đặc biệt trước khi các nhóm phiến quân thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chuyên lẩn khuất sau những khu dân cư, những chiếc Su-34 đã không mấy khó khăn trong các phi vụ oanh tạc bổ nhào tiêu diệt các nhóm phiến quân cùng hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng, vô hiệu hóa gần như hoàn toàn thủ đoạn lấy thường dân làm lá chắn vốn rất được những tên khủng bố này ưa dùng. Nhưng dù sao, việc thực hiện tung đòn tấn công tầm thấp và những tên khủng bố chỉ được trang bị các loại súng trường, súng máy cá nhân, pháo phòng không hạng nhẹ vẫn hoàn toàn không tương xứng so với năng lực không kích vượt trội của những con thú mỏ vịt của người Nga, và các thành công tại chiến trường Trung Đông chỉ phản ứng được một phần năng lực của loại chiến đấu cơ tiên tiến này. Cứ như vậy, phải đến khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, những chiếc Su-34 mới phải đương đầu với các đối thủ xứng tầm hơn. Những chiếc Su-34 sau khi được quân đội Nga tung ra chiến trường ngay từ những ngày đầu tiên đã gây ra không ít những thiệt hại cho việc Ukraine sau khi các đòn oanh tạc tiêu diệt mục tiêu là binh lính, pháo phản lực và xe thiết giáp đối phương từ khoảng cách đến 30 km, chủ yếu là bằng loại tên lửa KH-59. Bất chấp việc sức mạnh quân đội Ukraine dù có thua kém Nga nhưng vẫn vượt trội so với các lực lượng quân sự Iraq, phiến quân Trung Đông và là một lực lượng quân đội quốc gia được tổ chức chính quy, trang bị hiện đại vượt trên mức trung bình của thế giới, những chiếc Su-34 vẫn không mấy khó khăn trong các chuyến bay tung hoành oanh tả các mục tiêu được bảo vệ tốt nhất của Ukraine. Và chỉ đến ngày 12 tháng 6, gần 4 tháng sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Ukraine mới ghi nhận chính thức chiến công tiêu diệt chiếc Su-34 đầu tiên của quân đội nước này tại Kharkov. Đến ngày 18 tháng 7 năm 2022, một chiếc Su-34 khác lại bị lực lượng phòng không đồng đội bắn nhầm gần thành phố Archetsk thuộc tỉnh Lugansk, nơi từng chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Đến ngày 25 tháng 9, theo thông tin từ phía Ukraine, một chiếc Su-34 cũng góp mặt trong tổng số 4 chiếc máy bay chiến đấu có người lái bị quân Ukraine bắn hạ. Với đặc thù phải thực hiện các đòn tấn công bổ nhào với tần suất lớn ở cự ly ngắn trước các đối thủ sở hữu năng lực phòng không tầm trung đến tầm thấp không hề yếu kém như quân đội Ukraine, rõ ràng việc chỉ có một vài chiếc Su-34 bị bắn hạ vẫn chưa đủ để khẳng định sức mạnh của loại vũ khí này là hồ giấy sau những gì chúng đã gây ra tại Ukraine. Thậm chí với tiềm năng nâng cấp hết sức rộng mở, tiềm năng nâng cấp của những chiếc Su-34 được cho là không chỉ dừng lại ở phiên bản Su-27M mới nhất. Thậm chí trong bối cảnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc, một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về công nghệ điện tử, đang ngày càng có những bước phát triển chưa từng thấy. Theo các bạn, liệu điều đó có giúp cho người Nga khắc phục được những giới hạn cố hữu đối với dòng cường kích mạnh nhất của họ hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment để mọi người cùng thảo luận. Còn bây giờ, tin mới xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.